Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục với một cái video trong cái series chia sẻ về làm YouTube và kiếm tiền năm 2020. Thì hôm trước mình cũng đã có một số cái chia sẻ về các cái video trước về kinh nghiệm làm YouTube ở trong cái tranh tranh phát trên kênh Viết Phú GP Vlog của mình. Thì ở đây thì có một số cái video như là một số cái phần mềm mình chia sẻ về cái phần mềm mà chỉnh sửa video mà nhẹ nhất dành cho máy tính có thể là dùng cấu hình yếu mà cái này dung lượng nó thấp các thứ ấy. Ra là cái nhận mã pin chèn làm cái thumbnail rồi cái một số cái khác ở bên kênh cũ mình có đăng ở bên kênh mới mình còn đăng từ đợt trước. Thì hôm nay thì mình sẽ tiếp tục làm một cái series một cái video trong series này là chia sẻ về cái cách đăng ký nhận tiền từ YouTube khi mà các bạn đã đăng ký cái tài khoản cái mã pin nhập cái mã pin và thông tin cá nhân của mình được xác nhận ở trên cái Google AdSense. Đấy thì đây là cái trang chủ Google AdSense của mình. Tài khoản cái mã pin nhập cái mã pin và thông tin cá nhân của mình được xác nhận ở trên cái Google AdSense. Đấy thì đây là cái trang chủ Google AdSense của mình. Thì khi mà các bạn vào cái trang chủ Google AdSense của mình thì các bạn sẽ khi mà bạn đã đủ 100 đô la Mỹ thì nơi mình ở Nhật thì nó tương đương với khoảng tầm là 1 vạn và 1.427 yên Japan yên. Thì ở đây thì một gọi là một man hơn một man thì nó cũng hơn tương đương với hơn 100 đô một chút, ở khoảng tầm hơn 2 triệu đồng. Thì ở đây các bạn có thể thấy được là cái ở đây có một dòng là các thanh toán của bạn đang bị tạm giữ và yêu cầu các bạn phải có hành động để giải phóng thanh toán. Thanh toán đây là gì? Hành động đây là chúng ta sẽ chọn cái phương án lãnh tiền từ Google AdSense. Thì ở bên đối với ở Nhật cũng như Việt Nam thì các bạn có hai phương án, mình sẽ ấn vào cái chữ hành động này thì chờ nó sẽ hiện ra ở đây. Thì ở đây nó có để mà nhận được cái thanh toán thì các bạn sẽ nhập cái phương thức thanh toán vào để mà AdSense sẽ thanh toán qua cho các bạn có thể trực tiếp ra ngân hàng lấy tiền hoặc là sẽ chuyển vào tài khoản của thẻ của bạn luôn. Các bạn sẽ không phải ra quầy nữa mà chỉ ra cây ATM để rút thôi. Đối với ở Nhật Bản thì các bạn sẽ đạt từ 8.000 yên trở lên thì sẽ có thể là rút tiền được thôi, khoảng tầm 1 triệu 6 gì đấy, hơn 1 triệu 6 gì đấy. Còn ở Việt Nam thì các bạn phải đạt 100 đô thì nghĩa là khoảng tầm 2 triệu, thì đây mình cũng đã đạt khoảng tầm hơn 100 đô một tí. Thì cái này không phải là một tháng mà mình cái kênh của mình bé nên là rất là lâu mới được. Đây các bạn có thể thấy được là đây từ mấy tháng nay, 3 tháng nay rồi thì mới được 100 đô để rút các bạn, rất là lâu. Đây tháng đầu tiên thì được có 4 2 sen, rồi tháng thứ hai được 4 sen mấy, rồi tháng thứ ba thì được thêm 7 sen này nữa là tầm 1 man 1. Đấy rất là lâu. Thì để mà rút thì mình sẽ chọn vào hành động, sau đấy mình sẽ cập nhật cái phương thức thanh toán. Đấy thì ở đây nó hiện ra các bạn là thêm phương thức thanh toán. Phương thức thanh toán ở đây thì đối với ở Nhật ấy, thì ở Việt Nam thì mình có thể là chọn ra cái Western Union để lấy tiền hoặc là thêm vào tài khoản ngân hàng luôn. Thì đây thì đối với ở Nhật thì nó chỉ có thêm vào tài khoản ngân hàng thôi. Bên này thì nó sẽ số hóa nhiều hơn ở Việt Nam mình một chút. Nên là mình sẽ thêm trực tiếp vào cái thông tin trên thẻ tài khoản ngân hàng. Và thông tin tài khoản ngân hàng thì cũng tương tự như ở Việt Nam mình thôi. Là thêm thông tin nó cũng gần như nhau. Ví dụ tên tài khoản ngân hàng trên cái tên trên cái thẻ ngân hàng của mình ấy, thì mình phải ghi đúng như cái mà trên thẻ ngân hàng của mình có. Ví dụ như ở Nhật thì hay là cái thẻ của mình thì mình sẽ ghi theo tên theo nó bằng tiếng Nhật.
Đây là dưới tài là cái loại tài khoản ngân hàng, thì lên tài khoản ngân hàng thì nó có một số cái dạng như là tài khoản đặc biệt, tài khoản bình thường, cái thứ mình thì là bình thường thôi, chọn là phụ chữ. Còn ở dưới này là cái mã ngân hàng. Mã ngân hàng này thì ở đây nó ghi là Vinco Co Độ. Ở dưới này thì có cái minh họa đây rồi. Trên cái tài khoản ngân hàng của các bạn thì nó có ba cái dòng số như thế này. Trên số cái dòng số đầu tiên. Dòng số đầu tiên là cái dòng Vinco Co Độ ở đây. Ở dưới trên thẻ các bạn có ghi giống như ở cái này đây. Thì mình sẽ đầu tiên sẽ điền cái Vinco Co Độ vào. Thì ở đây thì đối với cái phần mã ngân hàng Zegin này là Vinco Co Độ thì mình đã tra trên mạng là của ngân hàng Zito thì là sẽ là 9900, và đây là cái mã SWIFT. Thì nói chung là ở Việt Nam thì sẽ phải điền thêm cái mã SWIFT này, còn ở Nhật thì không cần phải điền cái mã SWIFT này, các bạn cũng có thể điền được là nhận đầy đủ thông tin rồi. Thì ở đây thì tiếp theo là các cái số tài khoản trên thẻ và cái mã chi nhánh. Đây là cái phần này là mã chi nhánh, phần này là số tài khoản. Thì cái này thì mình tùy theo cái số thẻ của các bạn là như nào thì các bạn sẽ điền vào. Và nếu các bạn không 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 biết trên xem trên thẻ nó khác với cái phần nó được hướng dẫn ở đây. Ví dụ giống ở đây là có đó, đây là Ginkgo Co Độ này, rồi là si tên này, rồi đây là cái số tài khoản của các bạn này. Nếu nó khác thì các bạn có thể xem trong cái sổ ấy. Thì sau khi mà điền tên, loại thẻ ngân hàng, mã ngân hàng, số thẻ ngân hàng thì các bạn sẽ tiến hành xác minh kiểm tra lại một lần nữa và xác minh cái phương án thanh toán này là phương án là chính, đây có thể đặt chính hoặc là nó không tùy các bạn, mình sẽ đặt luôn là chính luôn. Thì thả cứ khi mà đủ 100 đô thì người ta sẽ thanh toán vào cái tài khoản cho mình. Đấy thì mình sẽ kiểm tra lại cái số tài khoản một lần nữa. Rồi thì sau khi mà xong ấy, thì mình sẽ ấn OK lưu. Đấy thì người ta xem có cái gì không phù hợp người ta sẽ báo cho bạn luôn. Ví dụ đây tên của mình là ở đây thì sẽ là Katakana, nhưng mà họ bảo không phù hợp thì mình sẽ đánh lại là bằng tên bằng Romaji và tất nhiên là bằng cái chữ viết hoa không dấu. Rồi mình sẽ tự lại lưu lại. Rồi xong đây thì sau khi mà các bạn xác minh xong thì người ta sẽ có thông báo là Google sẽ gửi cho cái tiền ít hơn 100 GPN vào tài khoản của bạn trong 3 đến 5 ngày tới. Đấy, thì sau các bạn đã đọc OK đi đến cái phương thức thanh toán để nhập số tiền gửi chính xác. Đấy, thì sau khi mà các bạn đã có cái dòng thông báo Google là sẽ gửi cho các bạn số tiền ít nhất là gửi thử cho các bạn mà dưới 100 yên vào cái tài khoản mà các bạn đăng ký này, thì sau 3 đến 5 ngày tới thì các bạn sẽ kiểm tra lại trong cái số tài khoản của bạn và chênh lệch bao nhiêu yên, bao nhiêu tiền để người ta xác nhận là số tài khoản của bạn có thực sự tồn tại đúng như các bạn thanh toán không ấy. Thì các bạn sẽ phải kiểm tra số tài khoản hiện tại của lúc này là bao nhiêu, và sau đấy là các bạn sau 3 đến 5 ngày tới thì các bạn sẽ kiểm tra lại lần nữa xem là cái số chênh lệch trong số tài khoản của bạn là bao nhiêu. Và sau khi xong thì các bạn sẽ ấn vào cái phần thanh toán trong Ascend này, thanh toán này. Thì nó hiện ra một vẫn vào lại cái hành động này này. Đấy, khi các bạn chưa xong thì các bạn vẫn phải vào hành động để quản lý phương thức thanh toán. Đấy thì các bạn sẽ vào đây và các bạn xác minh cái số tiền vào đây là chênh lệch bao nhiêu. Sau đó các bạn sẽ chọn cái số tiền dưới 100 yên mà Google gửi thử vào đây cho các bạn. Thì sau đấy các bạn sẽ ấn xác minh một lần nữa. Như vậy là đã xong cái phần xác nhận bằng số tài khoản để chờ tiền trên Ascend. Đấy thì mình cũng xin kết thúc cái video này tại đây. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi cái video này cũng như là các cái video khác trong cái kênh của mình. Thì một lần nữa xin chân thành cảm ơn và chúc các bạn luôn may mắn trong công việc cũng như trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video lần sau.